Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đoàn giám sát 1947 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát tại Thị xã Nghi Sơn về việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Thường trực Thị ủy làm việc với Đảng bộ phường Hải Lĩnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023. Đồn biên phòng Hải Hòa phối hợp với thị đoàn Nghi Sơn tổ chức tuyên truyền cao điểm phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Tiến Lam, Nguyễn Quang Hải, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đã tổ chức phiên giải trình trực tiếp kết hợp trực tuyến về tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài trên địa bàn tỉnh. Sự phiên giải trình có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là trưởng các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Phiên giải trình được kết nối trực tuyến đến 27 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Dự tại điểm cầu thị xã Nghi Sơn có các đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các phòng ban đơn vị liên quan. Tại phiên giải trình, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tám đã báo cáo về tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài trên địa bàn tỉnh. Phó trưởng Ban Văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Tường trình bày báo cáo kết quả khảo sát về tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong những năm qua, việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo. Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, người lao động tích cực triển khai thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội, đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Mặc dù kết quả đạt được là tích cực, các đơn vị hành chính sự nghiệp cơ bản tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, các hợp tác xã, nhất là các doanh nghiệp mới thành lập, các doanh nghiệp có ít lao động, chưa tích cực tự giác chấp hành việc tham gia và trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, dẫn đến tốc độ gia tăng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế còn chậm. Tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội thấp, nhiều doanh nghiệp còn chậm đóng hoặc không kê khai số lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2022, có 2.252 đơn vị khối doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số lao động là 40.144 người và số tiền chậm đóng là 314 tỷ 181,66 triệu đồng, số tiền chậm đóng là 237 tỷ 677,23 triệu đồng, lãi chậm đóng là 76 tỷ 504,43 triệu đồng. Nguyên nhân của việc chậm đóng, nợ đọng các loại bảo hiểm được Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đưa ra là lý do ý thức tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động chưa nghiêm. Việc xử lý sau thanh tra kiểm tra tại các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm còn nhiều hạn chế, chưa có biện pháp xử lý triệt để các trường hợp vi phạm về chậm đóng bảo hiểm. Tại phiên giải trình, các đại biểu tại điểm cầu tỉnh ủy và các điểm cầu trên địa bàn tỉnh đã đặt câu hỏi nêu lên thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm, kinh nghiệm ở các đơn vị làm tốt cũng như hướng giải quyết tình trạng, giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới để khắc phục tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Phát biểu tại phiên giải trình, đồng chí Đầu Thanh Tùng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ, trong những năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn quan tâm, tập trung chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn tồn tại những hạn chế và yếu kém. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng tiếp thu các ý kiến của các đại biểu nêu tại phiên giải trình và cam kết nghiên cứu các giải pháp để hoàn thiện các chương trình hành động, nỗ lực khắc phục hạn chế, quyết tâm tạo chuyển biến cụ thể để giải quyết tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thông qua phiên giải trình, các đại biểu đã có cái nhìn tổng quan về tình trạng chậm đóng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đánh giá, làm rõ kết quả những hạn chế yếu kém và chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu rõ, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp nhằm sớm khắc phục tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh cần tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo hiểm xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan đơn vị, nhất là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trong thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Đối với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp, chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cung cấp chỉ đạo điều hành hoạt động của các cơ quan chức năng trong thực thi nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ bảo hiểm xã hội, giải quyết kịp thời những vướng mắc khó khăn phát sinh trong hoạt động phối hợp giữa các cơ quan để nâng cao kết quả thu hồi nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Ngành bảo hiểm xã hội chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên báo cáo cấp ủy chính quyền cung cấp về tình hình đóng bảo hiểm xã hội, đặc biệt là việc chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội để tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho các cơ quan đơn vị doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng cũng yêu cầu cơ quan công an cần chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội, thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. Sở Kế hoạch và Đầu tư hàng quý cung cấp danh sách các đơn vị doanh nghiệp thành lập mới, giải thể, phá sản, tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan bảo hiểm xã hội để theo dõi nợ và giải quyết đảm bảo các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Sở Y tế đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực hiện và phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội thanh tra, xử lý vi phạm trong thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế. Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khi thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế, phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội đôn đốc đơn vị đóng, nộp bảo hiểm xã hội theo quy định. Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội với những hình thức và nội dung phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động và đoàn viên công đoàn người lao động. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp, biện pháp thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội trên địa bàn, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị và thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các biện pháp, giải pháp thu hồi nợ bảo hiểm xã hội đối với các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường, thị trấn phối hợp với Bảo hiểm xã hội cấp huyện, ra soát xác định tình trạng hoạt động tham gia bảo hiểm xã hội của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, làm cơ sở để quản lý, thu hồi nợ bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 4, Đoàn Giám sát 1947 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó trưởng đoàn, đã giám sát tại thị xã Nghi Sơn về việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng chỉnh đốn đảng và quy định của đảng về trách nhiệm nêu gương. Tiếp và làm việc với đoàn về phía thị xã Nghi Sơn có các đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, Trương Bá Duyên, phó bí thư thường trực thị ủy, Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư thị ủy,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể thị xã. Trong ngày 10 tháng 4, đoàn giám sát 1947 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trực tiếp thực hiện việc giám sát tại xã Các Sơn, phường Tân Sơn, Đảng ủy Trường Trung học Phổ thông tỉnh Sa Một và Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng chỉnh đốn Đảng và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Nội dung chuyên đề toàn khóa của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác với chủ đề phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và các kế hoạch hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành 29 văn bản lãnh đạo chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức đảng và các đoàn thể thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa các văn bản, thực hiện có hiệu quả kết luận số 01, phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn, cơ quan đơn vị. Qua 3 năm triển khai thực hiện kết luận số 01, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức 4 hội nghị trực tuyến và trực tiếp cho cán bộ chủ chốt toàn thị xã để học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của thị xã về việc thực hiện kết luận số 01, nội dung các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 2.588 lượt người tham gia, chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Hàng năm, 100% các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt thực hiện các nội dung chuyên đề với 232 hội nghị, thu hút 38.700 lượt người tham gia. Công tác tuyên truyền được chú trọng, đã xây dựng chuyên trang, chuyên mục, truyền thông trên các trang mạng xã hội, tuyên truyền trực quan, hệ thống phát thanh truyền hình, tuyên truyền miệng. Qua 3 năm, cùng với việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, Ban Thường vụ Thị ủy đã chú trọng lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tuyên truyền giáo dục cán bộ đảng viên và nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình và các luận điệu xuyên tạc bịa đặt vu khống của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, nắm diễn biến tư tưởng, phân tích, dự báo tình hình, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các vấn đề nổi lên, không để xảy ra tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Việc học và làm theo Bác được tập trung vào giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà nhân dân quan tâm, trong đó chỉ đạo quyết liệt những vấn đề liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết tồn đọng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện chế độ chính sách xã hội, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện tốt văn hóa công sở và đạo đức công vụ, chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Qua 3 năm thực hiện kết luận số 01 và các phong trào thi đua yêu nước, đã có 595 mô hình tập thể cá nhân điển hình, từ thị xã đến xã phường, thôn, tổ dân phố. Tiêu biểu như các mô hình chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiên phong, tương trợ, thích ứng, bác sĩ trẻ tham gia khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, sống tốt đời đẹp đạo, xứ đạo bình yên, camera an ninh, đường điện thắp sáng, gặp mặt đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với doanh nghiệp, với nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đối thoại với doanh nghiệp, với nhân dân. Đã có 19 tập thể và 198 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã biểu dương khen thưởng trong phong trào xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu. Một công dân kiểu mẫu được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Tại buổi làm việc với Thị ủy Nghi Sơn, các đại biểu đã thảo luận chỉ ra những tồn tại hạn chế và hướng khắc phục để việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, đạt được kết quả cao. Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn giám sát 1947 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ghi nhận và đánh giá cao kết quả Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn đạt được trong việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, đồng thời tiếp thu các ý kiến trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 4, đoàn công tác của Thường trực Thị ủy do đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng bộ phường Hải Lĩnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023. Đảng bộ phường Hải Lĩnh có 12 chi bộ, gồm 7 chi bộ tổ dân phố, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ công an, 1 chi bộ trạm y tế, với tổng số 283 đảng viên. Trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ chính quyền phường Hải Lĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể, các chi bộ, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sản xuất nông lâm thủy sản, dịch vụ thương mại tiếp tục được quan tâm. Tổng diện tích gieo trồng được 654 hectare, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.320 tấn, đạt 100% kế hoạch. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 82 tấn, giá trị ước đạt 5,2 tỷ đồng và có 2 sản phẩm nông nghiệp được công nhận OCOP 3 sao. Công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, xây dựng, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng, công tác giáo dục được quan tâm. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, phường đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của quê hương đất nước, phòng chống dịch bệnh, hoạt động văn hóa thể thao phát triển mạnh, gắn với xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an ninh trật tự. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Ban chấp hành Đảng bộ phường đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để định hướng kịp thời. Công tác phát triển Đảng được chú trọng. Trong năm đã kết nạp mới 5 quần chúng ưu tú vào Đảng và hoàn thiện hồ sơ tặng huy hiệu Đảng cho 17 đảng viên. Tại hội nghị, lãnh đạo phường Hải Lĩnh kiến nghị Thường trực Thị ủy, các ban ngành thị xã quan tâm đầu tư, hỗ trợ xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa đa năng, xây thêm lớp học cho trường tiểu học, nhà văn hóa đa năng cho trường trung học cơ sở để đảm bảo công tác dạy và học và công nhận trường chuẩn trong năm 2023 và nạo vét sông Kênh Than phục vụ nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp và thoát nước trong mùa mưa bão. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hải Lĩnh đã đạt được trong thời gian qua, chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục, đồng thời đóng góp các giải pháp để địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy nhấn mạnh, năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, song cấp ủy chính quyền, hệ thống chính trị phường Hải Lĩnh đã đoàn kết, thống nhất, cố gắng và có nhiều giải pháp đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó kinh tế xã hội có bước phát triển khá, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, Ban Thường vụ Đảng ủy đã quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và chỉ đạo của thị xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, trong thực hiện nhiệm vụ của phường Hải Lĩnh vẫn còn một số những tồn tại hạn chế, đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy điều hành, của chính quyền trên một số lĩnh vực còn những mặt hạn chế, chưa thực sự sâu sát, quyết liệt. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm và chưa được chú trọng, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm về đất đai vẫn còn diễn ra. Công tác giải phóng mặt bằng, một số dự án trên địa bàn còn nhiều khó khăn vướng mắc. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo còn nhiều bất cập. Công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy chưa tập trung vào các lĩnh vực còn nhiều hạn chế, thiếu sót, chưa bám sát sự chỉ đạo của thị ủy. Để khắc phục những hạn chế tồn tại nêu trên, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2023 cũng như trong cả nhiệm kỳ 2020-2025 mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hải Lĩnh đã đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, cán bộ chủ chốt, Ban chấp hành Đảng bộ phường Hải Lĩnh cần quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau.
Thứ nhất là Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy phường Hải Lĩnh cần tiếp tục giữ vững sự đoàn kết thống nhất và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo chỉ đạo theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ và nghị quyết Đại hội Đảng bộ của phường lần thứ 22 đã đề ra, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và có biện pháp đổi mới, sáng tạo với tinh thần chủ động và quyết liệt hơn để lãnh đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 và những năm còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025. Thứ hai, Ban thường vụ Đảng ủy chỉ đạo ra soát các chỉ tiêu kế hoạch của nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Những chỉ tiêu đạt khá và có khả năng hoàn thành thì phải tập trung chỉ đạo để hoàn thành sớm, và những chỉ tiêu đạt thấp, dự báo còn khó khăn thì phải tập trung chỉ đạo có giải pháp để tháo gỡ khó khăn, để phấn đấu hoàn thành trong nhiệm kỳ. Và trên cơ sở đó, Ban chấp hành Đảng bộ phường xây dựng cụ thể kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức hội nghị sơ kết hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 năm 2023 theo chỉ đạo của Ban thường vụ Thị ủy. Việc sơ kết phải đánh giá toàn diện, sâu sắc, khách quan kết quả đạt được và những hạn chế khuyết điểm, và nhất là những nguyên nhân của hạn chế khuyết điểm, từ đó xác định những nhiệm vụ và giải pháp khả thi để lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu còn lại để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, và nhất là việc thực hiện chương trình trọng tâm và các khâu đột phá mà nghị quyết đại hội đã xác định để phấn đấu đến năm 2025 phường Hải Lĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị kiểu mẫu. Thứ ba là Ban chấp hành Đảng bộ phường Hải Lĩnh tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, khóa 13 gắn với việc đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và theo chủ đề hàng năm Ban thường vụ Thị ủy đã ban hành, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trên các lĩnh vực còn hạn chế, còn yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm, các sai phạm nếu có, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong chỉ đạo điều hành đối với cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đồng thời có biện pháp đổi mới trong lãnh đạo các tổ chức đoàn thể để hoạt động đi vào chiều sâu, có hiệu quả hơn và phát huy hơn nữa cái vai trò giám sát và phản biện xã hội để góp phần thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra. Thứ tư, Hải Lĩnh là phường có tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta có trục quốc lộ 1A đi qua, có chiều dài bờ biển hơn 4 km, có các dự án du lịch sinh thái đang được đầu tư xây dựng trên địa bàn, là điều kiện thuận lợi để chuyển dịch về cơ cấu kinh tế. Nhưng đến nay thì phát triển kinh tế vẫn còn chậm và thu nhập bình quân đầu người vẫn còn thấp. Do vậy là Ban chấp hành Đảng bộ cần phải có giải pháp đột phá trong lãnh đạo phát triển kinh tế, và trên cơ sở quy hoạch phân khu đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các dự án đang được đầu tư, chúng ta xác định lại cái cơ cấu kinh tế và theo hướng là đẩy mạnh phát triển kinh tế doanh nghiệp, kinh tế thương mại dịch vụ và chế biến hải sản, định hướng lại các vùng sản xuất nông nghiệp để tích tụ tập trung đất đai, ứng dụng công nghệ cao vào trong sản xuất để tăng thu nhập cho người dân. Và tôi cũng thống nhất cái quan điểm đó là chúng ta cũng cần phải nghiên cứu các cái cây trồng để có giá trị năng suất cao. Nhưng bây giờ chúng ta cũng phải tập trung để mà chỉ đạo cái trồng rau, rồi trồng hoa, rồi chăn nuôi gia cầm, đúng không ạ? Theo hướng hàng hóa để phục vụ cho tiêu dùng trên địa bàn cũng như là phục vụ cho người lao động trong khu kinh tế Nghi Sơn, để mà tạo được cái việc làm cũng như là cải thiện cái đời sống của nhân dân trên địa bàn. Và đây cũng chính là trong cái chương trình trọng tâm mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ của phường lần thứ 22 đã đề ra. Bây giờ chúng ta phải rà soát đánh giá lại, cần thiết thì phải điều chỉnh bổ sung các cái giải pháp để đưa vào nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường trong thời gian tới cần rà soát lại các dự án còn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp với các phòng ban đội thị xã để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án tập trung vào các dự án đường bộ ven biển, dự án khu du lịch sinh thái Hợp Lực, Hải Lĩnh Park, khu du lịch sinh thái Nghi Sơn, khu du lịch sinh thái Tuấn Hiền. Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, thành lập doanh nghiệp mới, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tập trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thừa, hoàn thành cũng như triển khai các dự án do phường là chủ đầu tư. Tập trung công tác lãnh chỉ đạo, công tác văn hóa xã hội, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cho các nhà trường, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà cũng như mũi nhọn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng tại các trường tiểu học và trung học cơ sở để công nhận đạt mức độ 2 trong năm 2023. Thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh, công tác giảm nghèo, tăng cường chỉ đạo phát triển bảo hiểm y tế, tăng cường chỉ đạo công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, không để xảy ra tệ nạn xã hội, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, không để xảy ra các sự việc phức tạp, nổi cộm, bất ngờ. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo. Chủ động phối hợp với các phòng ban đơn vị thị xã, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các kế hoạch, nhiệm vụ mà phường đã đề ra. Trong đó tập trung vào công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ phường, phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thừa. Công tác quy hoạch đất để đấu giá các mặt bằng đã được phê duyệt và thực hiện các tiêu chí để phường Hải Lĩnh đạt tiêu chí đô thị kiểu mẫu vào năm 2025. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, giao các ban xây dựng Đảng thị ủy phối hợp kiểm tra đôn đốc thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thị xã phối hợp với cấp ủy chính quyền để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Hải Lĩnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội. Ban Thường vụ Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra và báo cáo tiến độ về Thường trực Thị ủy trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Về các đề xuất kiến nghị của Đảng bộ phường Hải Lĩnh, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, giao Ủy ban Nhân dân thị xã, lãnh đạo các phòng ban đơn vị thị xã ra soát những kiến nghị của Đảng bộ phường Hải Lĩnh để phối hợp thực hiện hỗ trợ phường trong năm 2023, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hải Lĩnh hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 4, tại phường Hải Thanh, đồn biên phòng Hải Hòa phối hợp với thị đoàn Nghi Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền cao điểm phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU. Sự hội nghị tuyên truyền có đồng chí Trần Thị Ngọc Ánh, Bí thư thị đoàn Nghi Sơn, đại diện lãnh đạo đồn biên phòng Hải Hòa, Đảng ủy chính quyền và đông đảo ngư dân tham gia khai thác đánh bắt thủy sản phường Hải Thanh. Tại buổi tuyên truyền, ngư dân phường Hải Thanh được đại diện lãnh đạo đồn biên phòng Hải Hòa triển khai các hoạt động khai thác bất hợp pháp, các giải pháp để chống khai thác bất hợp pháp, những quy định của pháp luật Việt Nam đối với tàu cá hoạt động trên vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời tuyên truyền vận động các chủ tàu cá khai thác xa bờ, thuyền trưởng thực hiện nghiêm việc ghi nhật ký khai thác hải sản, báo cáo khai thác, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát tàu cá, đảm bảo theo đúng quy định và ký cam kết không khai thác hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài và không vi phạm khai thác IUU. Qua tuyên truyền nhằm giúp ngư dân nắm được những thông tin cơ bản về luật biển, đảo và nâng cao kiến thức, nhận thức về chấp hành pháp luật để giảm thiểu chấm dứt tình trạng ngư dân tham gia đánh bắt khai thác hải sản trái phép, vi phạm vùng biển nước ngoài. Nhân dịp này, đồn biên phòng Hải Hòa phối hợp với thị đoàn Nghi Sơn, đoàn phường Hải Thanh trao tặng 120 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân có phương tiện tham gia khai thác đánh bắt trên biển và trao 5 suất quà cho 5 hộ gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Khuyết tật Việt Nam, 18 tháng 4 năm 1980, 18 tháng 4 năm 2023, ngày 12 tháng 4, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi Thị xã Nghi Sơn đã đi thăm tặng quà người khuyết tật trên địa bàn thị xã,
cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã. Đoàn đã tới thăm cháu Nguyễn Văn Ngọc Kiên và Nguyễn Thành Đạt tại tổ dân phố Thượng Hải, phường Hải Thành, chị Trần Thị Thảo tổ dân phố Nam Hải và cháu Nguyễn Văn Nam tại tổ dân phố Tân Hải, phường Hải Bình, anh Đỗ Văn Hùng tổ dân phố Sa Thôn và chị Nguyễn Thị Phúc tổ dân phố Dự Quần, phường Xuân Lâm, anh Đỗ Đức Huy tổ dân phố Phú Tây, cháu Nguyễn Văn Chiến tổ dân phố Tây Sơn, phường Hải Lĩnh, anh Phan Văn Đức tổ dân phố Minh Sơn và anh Trịnh Xuân Hiền tổ dân phố Thanh Minh, phường Tân Dân, thăm anh Đặng Hoài Bảo Nam và cháu Trần Văn Phi, thôn Bài, xã Anh Sơn, thăm chị Hoàng Thị Nga, thôn Thống Nhất và cháu Đào Kim Hoàng Nguyên, thôn Song, xã Các Sơn. Tại các gia đình đến thăm tặng quà, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thị xã Nghi Sơn đã chia sẻ những khó khăn với các gia đình có người bị khuyết tật phải gánh chịu, đồng thời động viên gia đình có người bị khuyết tật vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, giúp các em hòa nhập với cộng đồng. Nhân dịp này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thị xã đã trao quà cho các gia đình khuyết tật mỗi suất trị giá 500.000 đồng với tổng kinh phí 7 triệu đồng. Gánh gánh gồng gồng, gánh sông gánh núi, FVAS gánh mọi lo âu, giúp cho mọi người vững tâm xây dựng, thép khỏe bền đẹp, đạt chuẩn Nhật Mỹ, bóng nhẵn mịn màng, không có lỗ khí, chất lượng bảo chứng 7 triệu công trình. VAS vững vàng tâm thép. Hotline 028-3820-3820, sẵn sàng hỗ trợ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.